Trấn Thành tận tay gửi thiệp mời cưới Harry Won cho Hoài Linh. Cùng nhau có mặt tại live show riêng của Chí Tài, Trấn Thành đã tự tay gửi thiệp mời đám cưới với Harry Won cho đàn anh Hoài Linh. Thời gian vừa qua, dư luận đang xôn xao với thông tin đám cưới của Trấn Thành, Harry Won sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 12 sắp tới tại thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh cặp đôi đi thử đồ cưới cũng như hình chụp tin nhắn Trấn Thành với nội dung mời 300 người thân thiết đến dự buổi lễ càng khiến nhiều người tin rằng tin đồn này là có thật. Cùng nhau có mặt chuẩn bị cho chương trình live show Chí Tài, những cuộc tình nghiệt ngã, Trấn Thành đã tự tay gửi thiệp mời đám cưới cho đàn anh Hoài Linh thay vì gửi tin nhắn điện thoại như những người khách khác. Điều này cho thấy Hoài Linh có một vị trí rất quan trọng trong lòng Trấn Thành và anh cũng tỏ rõ sự kính trọng dành cho bậc đàn anh của mình. Live show Chí Tài còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ khác như Trường Giang, Thu Trang, Tiến Luật, Tóc Tiên và Hoài Lâm. Sau xuất diễn ngày 22 tháng 12, Chí Tài và những người anh em thân thiết trong nghề sẽ tiếp tục đem chương trình live show Chí Tài, những cuộc tình nghiệt ngã đến Nhà hát Hòa Bình vào đêm Giáng sinh 24 tháng 12 để phục vụ khán giả, hứa hẹn một đêm diễn ngập tràn tiếng cười, cùng một số tiết mục đặc biệt để dành tặng khán giả yêu mến.